chúng ta nếu mà nhìn từ xa ta tưởng đâu là bông hoa giả không đó cả nhà. Nhiều khi mà cái hoa giả chưa chắc là nở nhiều và nở đẹp bằng cây này luôn. Đẹp không tưởng luôn, mình không biết cây này giá bao nhiêu ha. Có thể chia sẻ với cả nhà. Cả nhà thấy cái gốc hơn, cả nhà biết nó giá trị rồi đó. Quá trời to luôn. Đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, thì mình tiếp tục nhận được số tiền ủng hộ là 500 của Mạnh Thường Quân. Chị này thật sự là mình chị ấy không có nhắn tin mình mà chị ấy điện thoại mình không có nhớ tên. Thành ra đây cho cả nhà xem nha. Chị hình như là Ngọc Hồng Phấn hay là Phấn Hồng Ngọc gì đây nè. À Phạm Hồng Ngọc. Cái này chữ M. Nó bị mai đó cả nhà. Đó thì chị ấy gửi nha 500 vào ngày 31 tháng 1. Thì số lượng người gửi quá là nhiều luôn, thành ra là mình phải bắt buộc là hay là thông cảm nha. Ai gửi trước thì mình sẽ gửi những tấm lòng của người đó trước. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đợi xem 500 đổi ra được bao nhiêu tiền nha cả nhà. Rồi giờ là 500 đô mình đã đổi được 11.770.000. Rồi sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi mua bao lì xì và phát cho những hoàn cảnh khó khăn nha. Rồi cảm ơn em. Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2021, tức là ngày 26 tháng Chạp rồi cả nhà. Xuân đã đến bên thành phố Vĩnh Long quá gần. Thì như là buổi sáng mình có quay cho cả nhà xem về cái clip về chợ hoa, con đường hoa, tuyến đường mà chủ chốt ở trong hoa xuân ở tại thành phố Vĩnh Long, đó là nằm trên tuyến đường Tô Thiện Huỳnh. Và chúng ta cũng đã giao tiếp với những cái người vui chơi, đi đường, chụp ảnh. Rồi thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay là ngày 26 tháng Chạp, thì Khương Nhật Minh tiếp tục sẽ giới thiệu với cả nhà ha về một cái chợ mà cũng rất là được nhiều người quan tâm, đó là chợ Mai. Cả nhà thấy có điểm đặc biệt gì ở trên cái đường phố này không ạ? Đây là tuyến đường là Lê Lai. Đó, chúng ta chạy thẳng ra thì sẽ đâm ra tới tuyến đường Tô Thiện Huỳnh đó cả nhà. Hiện tại bây giờ thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì tuyến đường này đã được trang trí rất rất là nhiều hoa luôn. Về hoa vạn thọ nè, hoa mồng gà nè, những cái loại hoa cúc nho nhỏ nữa. Đó, thành ra mình thấy đẹp quá, thành ra mình mới quyết định là quay cho cả nhà xem cái tuyến đường này. Để chúng ta sẽ đi ra tới tuyến đường bán mai kiển trong ngày 26 tháng Chạp hôm nay. Thì mình nghĩ là trong cái ngày hôm nay thì có lẽ là mai đã ra nụ rất là nhiều. Mà thậm chí là mình nghĩ là có cây chắc cũng có lẽ là cũng đã nở hoa rồi đó. Thì hoa mai là một cái loại đặc sản ở miền Tây, nói riêng phải không cả nhà. Đó là một cái loại hoa báo hiệu mùa xuân về, một năm chỉ trổ một lần thôi. Thật sự là mình rất thích cái hoa mai luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến chợ hoa mai tại thành phố Vĩnh Long trong ngày hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2021, tức là ngày 26 tháng Chạp. Cho nhà xem nè, bây giờ là khoảng 12:15 buổi trưa nha cả nhà, thì quá nắng luôn. Dạ 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 đó. Thì bây giờ chúng ta trước khi mà đi xuống chợ hoa mai thì mình vẫn muốn cho cả nhà xem sơ lược một cái về cái tuyến đường Tô Thiện Huỳnh để chúng ta sẽ xuống chợ hoa mai. Xin lỗi cả nhà vì cho cái thời gian này mình quay là buổi trưa, trời mặt trời đứng nắng luôn, thành ra là rất là vắng người đi ở ngoài đường. Chứ mà nếu cả nhà đi vào buổi tối ha, hoặc là buổi chiều và không tối luôn chứ tối, thì chắc chắn là cả nhà sẽ thấy là rất là đẹp luôn và đông người nữa. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy hoa đẹp nhưng mà chúng ta không thấy người nhiều lắm. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi xuống chợ hoa mai nha cả nhà. Đây là cầu Cái Cá. Thật ra thì đối với các bạn trẻ thì cái việc nắng thì không thành vấn đề, cả nhà thấy không? Các bạn nhỏ ấy rất là dồi dào sức khỏe, thành ra là dù là thời gian nào vẫn bất chấp. Chứ là hôm nay là ngày Chủ Nhật nữa, thành ra là mình sẽ
quay cho cả nhà xem chi tiết hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến chợ Hoa Mai thôi. Mà trước tiên đến chợ Hoa Mai thì bây giờ mình sẽ bỏ tiền vào trong bao lì xì trước đã, để trên tuyến đường mà quay chợ Hoa Mai mà có gặp những hoàn cảnh khó khăn thì mình sẽ gửi luôn nha. Cả nhà đợi mình chút nha. Cả nhà ơi, thì mình đã về nhà để mình bỏ 58 bao lì xì tương đương với 11.600.000. Để chút xíu nữa thì mình quay chợ Mai á, mình gặp ai khó khăn thì mình sẽ gửi luôn nha cả nhà. Rồi cả nhà đợi mình chút xíu nha. Nãy giờ mình bỏ được mớ rồi. Rồi cả nhà đợi mình xíu nha. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi chợ Mai thôi. Đây là cầu lộ ha, bên tay trái cả nhà đó. Thì cái đường bờ kè này bây giờ đã xuất hiện một cái cổng, chắc có lẽ là cổng này là cổng chợ Hoa, chợ Mai gì đây nè. Đang được xây dựng trong cái ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất phát từ khúc này nha cả nhà. Hiện tại bây giờ là hơn 1 giờ trưa. Trời đang rất là nắng luôn. Đó, nhưng mà do là mình muốn tranh thủ cho cả nhà xem về những cái khung cảnh mua bán của những người dân ở tại thành phố Vĩnh Long trong cái dịp mà xuân này. Thành ra mình mới thời gian này hiện tại bây giờ mình đang rảnh nè, thì sẵn quay giới thiệu cho nhà luôn về cái chợ mà Mai trong cái ngày hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2021, tức là mùng 26 tháng chạp nha cả nhà. Nhà thấy bây giờ Mai nó nụ quá là nhiều luôn phải không ạ? Đây là cái chỗ đầu tiên của chúng ta sẽ cùng đi. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp nha cả nhà. Để mình zoom lại cho nhà xem cái nụ Mai nè. Nhiều khủng khiếp luôn. Nhiều lắm phải không cả nhà? Chúng ta sẽ xem những cái chỗ Mai khác thì như thế nào nha. Ngày 26 rồi. Những nhà vườn canh quá hay luôn. Ôi thôi là nụ. Cái nhà nhắm mà nếu mà cái số lượng mai này mà nở như ra một cái thì cái cây mai này nó sẽ như thế nào ạ? Một cái rừng mai luôn không cả nhà. Rồi chúng ta sẽ đi thôi. Đây thì có một cái cây me cổ nè. Hôm bữa mình cũng có quay cho cả nhà xem mà đó. Cho nhà xem cái gốc me nha. Quá trời bự luôn. Nếu mà mình tính cái bề ngang của cây me này, như chỗ mà hai cái đoạn dài nhất á, cái có tầm khoảng chừng hơn 2 mét á, là hai khúc chỗ này nha cả nhà. Đầu này với đầu đây. Quá bự. Tại nhiều lúc thì chúng ta xem video thì chúng ta không có thấy rõ. Đó. Chúng ta không có thể tưởng tượng được nó sẽ bự như thế nào. Thành ra là mình muốn nói về những cái chiều cao, chiều ngang để cho cái nhà có thể dễ tưởng tượng hơn. Khu vực này thì những cái cây mai đã bắt đầu chớm nở rồi. Dạ rồi. Rồi ở đây là có những cái cây mai rất là cao và to luôn. Cái nhà thấy cao bằng cái cột đèn luôn mà. Cột đèn này thì cao mình nghĩ là khoảng 4 mét á. Thì cái me, cái mai này, cái tán cây này cả nhà. Nụ những cái mai này thì không chưa ra màu xanh lắm nhưng mà vẫn có nụ rất là nhiều nha. Đây. Cây kế bên như vậy thì nụ nó mới ra đầy luôn nè cả nhà. Cây này có giá là 700 triệu nha. Thật sự thì theo mình thấy là cái giá này cũng hợp lý thôi. Về cái gốc mai với lại cái chiều cao của nó này cả nhà. Khoảng 4 mét ha, mà bề ngang thì mình nghĩ chắc khoảng là cũng hơn 3 mét đó. Cho cái nhà xem nụ nữa nha. Chúng ta xem từ gốc đi. Trước tiên là bây giờ cái gốc này. Đó, nó có một cái hình thế là rễ quá nhiều luôn cả nhà thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ lia máy cho cả nhà xem nè. Tới nhánh nào thì nhánh nấy thì chỉ có nụ và nụ thôi. Cái mai phí 100 triệu. Cũng rất là hợp lý thôi, đối với như là mình thấy về cái độ tuổi của cái mai này và cái số lượng hoa mà cái mai này đang có. Quá đẹp phải không cả nhà. Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Mình dự là 2 ngày nữa thì cái mai này nó sẽ nở vàng, rất là đẹp. Ở đây là cái khu vực mà bán những cái món đồ để chúng ta có thể là tỉa mai chăm sóc cây cảnh rồi ha.
trưa này đường, đoạn đường này vắng, vắng thiệt luôn. Nhưng mà vậy thì mình có nhiều thời gian quay cho cái nhà xem hơn. Và những cái mai này nó cũng có nụ nhưng mà không có nụ nhiều lắm, thành ra là mình sẽ lia mái nó hơi nhanh tí nha cả nhà. Thì chúng ta đi tới cái khu mà mai nào nó có nụ nhiều hơn. Đây, những cây khế mà hôm bữa mình có giới thiệu cho cả nhà đó. Mà giờ quay chi tiết cho cả nhà xem cái gốc, cái gốc của cây khế. Trời ơi, đây 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 đây, cây mai này. Trước tiên này mình sẽ cho cả nhà xem từ gốc lên đi. Tại vì nói về những cái cây kiểng thì chúng ta không có xem bông liền mà chúng ta phải xem gốc trước. Cả nhà thấy như thế nào ạ? Cái nụ ở đây thì rất là to luôn. Quá hấp dẫn. Đây cũng là một cây khế. Với bạn ngang cái rễ thì mình nghĩ chắc khoảng chừng 1.5 m cho cả nhà. Từ bên đây sang qua bên kia. Đây, hôm nay ở đây thì bắt đầu là cái cây này thì nở hoa vàng rực rồi nè cả nhà. Đó, có những cái chú ong mật này cả nhà thấy không? Và bên trong cũng còn rất là nhiều cây. Cây kế bên đây thì nụ khủng khiếp luôn. Nói chung thì những cái cây này thì bên chủ nhân không có để giá, thành ra mình cũng không có chia sẻ kỹ được với cái nhà. Cái nhà thấy nụ nguyên một cái nụ, cây mà nụ từ trên xuống dưới luôn. Bên đây cũng như vậy. Quá nụ phải không cả nhà? Nụ mà nhìn thấy muốn xỉu luôn. Mà được cái là mình thấy cái đầu tiên là những cái nụ mai là nó sẽ vươn cao lên nha cả nhà. Thấy rất là đẹp luôn. Bên đây thì cũng có một chỗ bán mai. Những cái mai đi thì nó sẽ thấp hơn. Mặc dù là nụ cũng rất là nhiều. Thì tùy theo cái nhu cầu và cái túi tiền của người dân khác nhau. Có người thì thích chơi hơi to to tí, có người thì thích chơi nhỏ nhỏ để chưng trên bàn. Khu này là khu vực bán những trái như này, trái này là trái thị. Đó, những cây thị nha cả nhà. Thì mình có chia sẻ với cái nhà ngay từ lúc ban đầu á, là cái đoạn đường này là sẽ là bán mai và kiểng, nhưng chúng ta sẽ tập trung vào cái khu vực chợ mai. Đi tới đâu cũng thấy mai, đi tới đâu cũng thấy nụ và nụ xanh 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 lè luôn. Một xíu nữa chúng ta qua khu bên kia thì chắc chắn là mai nó sẽ còn nhiều hơn nữa đó cả nhà. Nhà xem được không? Quá trời nụ luôn. Thật sự mà nếu mà mình đang suy nghĩ không biết mà có ai bao giờ thử đếm thử một cái cây mai của mình như vậy thì có bao nhiêu nụ không? Để biết chúng ta có thể nở ra được bao nhiêu bông nữa. Rất là khó thôi cả nhà. Ở đây thì khu vực bán những cái cây kiểng. Rồi, mình sẽ lướt sơ một tí. Đó, thì đối với những người đam mê thì chú ấy cũng mua để được mấy cây. Cây này đẹp quá, là tên này cây gì vậy chú hả? Linh Sam. Linh Sam. Dạ. Này chú mua một cặp hả? Cây luôn. 6 cây là bao nhiêu tiền chú hả? 6 cây này 500, 600 ngàn. Vậy là một cây là chưa tới 100 ngàn. 100 ngàn cây. Dạ. Rồi, cảm ơn anh chú. Bán rẻ. Dạ. Dạ, chứ mà thấy cái kiểng này được tạo hình quá là đẹp. Rồi, chào chú. Linh Sam cái nhà. 6 cây mà chỉ có 500 mấy thôi. Quá là phải chăng phải không ạ? Vậy đúng là về khi mà chúng ta đạt được một cái độ tuổi nhất định á thì chúng ta sẽ có những cái sở thích nó khác nhau.
người thì thích hoa nè, người thì thích mai nè, người thì thích những cái loại cây kiển có thể là không cần bông nhưng mà chỉ cần gốc. Đó là lý do tại sao khu vực chợ hoa kiển này dù là mỗi năm gốc cây vẫn lên rất là nhiều cả nhà ha. Nhiều khi là mình cũng sẽ suy nghĩ là có nhiều khán giả nghĩ là những cái gốc như vậy thì tại sao lại có người mua, đúng không ạ? Đó là sở thích của mỗi người sẽ khác nhau. Đó, riêng những người lớn tuổi thường thường sẽ chơi về những cái kiển mà chơi bằng gốc. Trẻ trẻ thì thích bông. Còn vừa vừa thì thích uống sẵn. Đó. Tại thật sự nếu mà chúng ta có thời gian chăm sóc mà uống éo theo cái sở thích của chúng ta thì cái cây của chúng ta sẽ mọc ra theo một cái hình dáng hình thù nhất định thì thực sự nó khi chúng ta thấy nó thì chúng ta sẽ rất là vui. Đây là khu vực bán hoa giấy, đây là những cây mai nhỏ nhỏ này cả nhà. Mặc dù nó nhỏ thôi nhưng mà nụ nó cũng rất là nhiều nha, để cho cả nhà xem nha. Đây, cây là phải nói là nhỏ xíu mà ốm nhơm ốm nhách luôn cả nhà. Mai nụ nè, mình đếm thử nha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, khoảng chừng 30 nụ đó cả nhà, khủng khiếp thiệt. 30 bông cho một cái cây nhỏ như vậy. Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Vui ghê luôn cả nhà. Mình đang đợi 2 ngày nữa thì chắc mình nghĩ là những cái cây mai sẽ nở nhiều hơn. Chúng ta sẽ ngửi thấy được nhiều cái mùi hương khi chúng ta di chuyển trên đường này. Đó, ở đây là có những cái cây mai gốc rất là to luôn. Mình thấy có 2 cây mai là nở rất là nhiều nữa nha. Đó thì nhận được cái sự mà chia sẻ của anh chủ. Giờ mình cũng muốn qua giới thiệu với cái nhà. Dạ, chủ yếu là anh chịu chia sẻ thì em mới dám qua. Rồi chào anh. Vậy là những cái gốc mai này là của anh đúng không ạ? Dạ. Ở đây anh có thể chia sẻ với em là cái gốc này, cái đường kính của nó bề ngang là bao nhiêu không anh? 8 tấc. Wow. Theo anh thì cái cây mai này nó có tuổi thọ bao nhiêu rồi anh hả? Nó phải 60 năm anh. 60 năm. Wow. Còn cái cây bên đây anh? Cây đây khoảng 40 năm anh. Dạ, còn cái cây bên đó anh? Cũng cỡ 60 năm. Ồ. Anh có thể chia sẻ với em một vài thông tin là mình nhìn từ đâu để mình biết là nó có cái niên đại bao nhiêu tuổi không anh? Đối với những cây mai nè, nhìn gốc, nhìn cành hay là nhìn sao ạ? À, mình so sánh những cái cây mà nó gần gần độ tuổi thì mình có thể so ra được anh ha. À. Thì hiện tại bây giờ là những cái cây mai như vậy thì em thấy anh đây em thấy là anh bán vừa cây và vừa gốc luôn đúng không anh? Thì cái giá trị của nó là trong cái mùa xuân này là anh định giá là nó tầm bao nhiêu tới bao nhiêu anh ha? Cây này là 250 anh ha, 250 triệu. Thật sự nó quá cao luôn, nó cao em nghĩ chắc khoảng 5 mét quá à. Quá đẹp luôn. Đối với những mà nhà biệt thự đó hoặc những người mà thích chơi mai cổ thì mình nghĩ là đây là những sự lựa chọn ha. Nói chung là đẹp lắm. Chung là những cái cây mai của anh này em nhìn thấy rất là mê luôn về cái gốc cũng như là chiều cao với là cái tán của nó mà anh tạo ra này chắc cũng là lâu lắm hả anh ạ? Mình tạo hình cho nó ra một cái tán như vậy đâu phải chuyện đơn giản đâu. Cây bên đây thì bao nhiêu anh hả? À, 220 giờ. Thật sự là quá đẹp luôn. Rồi anh có thể cho em biết là anh tên gì không? Yên. Yên. Anh đến từ đâu? Anh đến từ Vĩnh Long anh. Anh cũng ở Vĩnh Long mà anh ở huyện nào? Huyện Tam Bình. Dạ chắc chắn rồi, tại vì phải chỉ có ở dưới huyện mới có đất, mới trồng những cái cây bự bự như vậy thôi. Dạ. Rồi nếu mà cả nhà có nhu cầu tham quan hay là cả nhà muốn hỏi gì thêm anh Yên á thì cả nhà hãy comment vào những bài viết nha. Rồi sau đó là mình sẽ hỏi anh ấy. Anh Yên có thể cho em đọc cho em số điện thoại không? Nếu mà 0937. Dạ. 0937 635 639. 0937 635 635 639.
Rồi, cảm ơn anh Yên rất là nhiều vì anh Yên đã chia sẻ về những cái sơ lược ngày mai. Ở cả nhà nếu mà có thắc mắc gì cả nhà hãy điện cho anh ấy nha, hoặc có nhu cầu muốn mua á. Rồi, cảm ơn anh Yên rất nhiều, chào anh. Dạ, chào anh nha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan mai thôi. Ở đây có một cái cây mai nó cao chót vót luôn, nó cao hơn dây điện luôn nè cả nhà. Đó, chỉ là tiếc cái là nó đang được dưỡng gốc nha, là nó chưa có bông, nó chưa có cành luôn. Rồi qua khu bên đây thôi. Ồ, bây giờ xem vô đây là giờ chỉ có mê mệt thôi, chứ nhìn cây nào cây nấy nụ khóc. Nhà thấy không? Thật sự đi tham quan vườn mai thì chúng ta phải, vấn đề đầu tiên là chúng ta phải cẩn thận. Tại vì những cây mai này nếu chúng ta đụng hơi mạnh thì nó sẽ bị rụng. Thật ra khi mà mình quay cho cái nhà xe cũng vậy đó, mình quay rất là kỹ lưỡng để mình tránh những cái va chạm không có đáng có. Khu bên đây cũng có nên mình không thấy chủ, chắc có lẽ là cũng của anh Yên đó. Ở Tam Bình của chúng ta, quê hương Vĩnh Long của chúng ta. Cái nụ mai này kìa, nói chung là đẹp, đẹp lắm. Nếu mà khi mà mình quay mình đứng gần như vậy nè, mình thử được những cái mùi hương từ những cái hoa mai tỏ ra nữa. Ngày xưa thì cũng chia sẻ với cả nhà, hồi lúc mà mình còn bé á, thì mỗi dịp xuân về á, thì cái cây mai ở nhà mình nở, sau đó mình làm gì, mình lấy những cái bông á, mình thổi. Mình thử tới khi nào mình mắc ói thì thôi, mình mới không không hử nữa. Đó, có nghĩa là mình rất là ham xuân ngay từ lúc nhỏ lận. Nhưng mà khoảng chừng lớn lớn, khoảng mười mấy năm trở lại đây thì mình không còn cái thói quen đó như nữa. Nhưng mà đối với những cái cây nào mình ở nhiều quá thì mình cũng kê mũi vào hử, nhưng mà hử một lần thôi. Chứ là mình không có hử mà theo dạng như là mắc ói nha. Ồ, ở chỗ này bắt đầu quá đẹp rồi này cả nhà ơi. Cây mai nó không có to lắm nhưng mà được một cái nụ rất là bự luôn. Hình như mình nhớ không lầm, hình như này là cúc mai nha cả nhà. Con cây quá đẹp, siêu đẹp luôn. Cho cả nhà xem nha. Mai mà nó mọc chùm chùm, mà nó đùm đùm, mà nó đề đề vậy luôn nha cả nhà. Quá trời đẹp luôn. Cây bên đây nè. Đẹp lắm phải không cả nhà? Rồi trời ơi, cái cây này thì thôi luôn, tưởng tượng như là một cái cây mai, tựa như là một cái cây mai giả vậy cả nhà. Tại vì thật sự là đối với một cái cây mai mà nở đẹp như vậy nè, bông mà nó ra chùm nè cả nhà thấy không ạ? Thì cả nhà cũng biết là về cái giá trị cái cây mai này thì bao nhiêu rồi, để mình hỏi thử nha. Cúc mai. Đây có số điện thoại của người bán mai này cả nhà. Không biết ai anh chủ nữa ha, để mình hỏi về cái giá của cái cây mai này cho cả nhà có thể biết nha. Anh ơi, anh ơi, cái cây mai này là mình bán với giá bao nhiêu vậy anh? Không biết nữa, không có nói ra nữa. Dạ. 2 triệu. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, một cái mai mà nở đẹp gì mà có 2 triệu thôi cả nhà. Giá quá trời tốt luôn. Quá trời đẹp luôn. Thật sự là mình bị mê bởi cái mai này luôn đó cả nhà. Có thể là đẹp nhất ở thời điểm hiện tại mà trên cái đoạn đường này mà mình đang xem nha, trong cái ngày hôm nay. Rồi, bây giờ thì cái nhà đợi mình tí, mình chụp hình tí nha. Rồi, sau khi mình đã hỏi giá xong, chia sẻ với cả nhà là 2 triệu về cái mai này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan ở trên cái khu mà vườn hoa mai ở Vĩnh Long tiếp nha cả nhà. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Đó, cái nhà thấy tới khu vực này cũng như vậy.
rất là nhiều cây hoa mai luôn. Giờ nụ thì thôi, không còn chỗ trống. Đó cả nhà thấy không, bây giờ mặc dù là thời gian là 1:30 trưa, xanh lè hết trơn luôn. Xanh đây là xanh của nụ không đó nha cả nhà, thì vẫn có những khách hàng đó đang lựa chọn những cây mai. Tùy theo cái sở thích khác nhau thì sẽ có những cái lựa chọn những cây mai nó khác nhau ha. Đây là chắc có lẽ là đây nè, cây mai đẹp quá chị. À, của chị mua đúng không? Dạ. Ok. Cái cây, chị có thể chia sẻ với em về cái cây mai này chị mua bao nhiêu không? Trong cái xuân này. Dạ em mua 1 triệu. Có 1 triệu thôi? Dạ. Ồ, giá quá là phải chăng luôn ha. Dạ. Đâu, để cho cả nhà xem chi tiết lại nha. Đó, nụ thì cũng khá là nhiều. Những cái nụ này nó khéo léo hay chắc khoảng. À, theo chị bán mai thì những cái nụ này trong vòng mấy ngày nữa nó sẽ nở chị? Nở ngày 1 luôn. Chưa. Thì là theo kinh nghiệm của chị. Dạ. Là mình phải tưới thường đúng không? Dạ. Cái cây mai này nó tuổi thọ của nó là bao nhiêu rồi hả chị ha? Chị có biết được không? Nó tầm mấy tuổi không? Dạ hiện giờ. 3 năm. À, tại vì thấy cái gốc nó cũng hơi to đó. Thành ra là em cũng hơi thắc mắc. Đúng là anh để bao lì xì nhưng mà ok, anh gửi cho những người hoàn cảnh khó khăn thay mặt những mạnh thường quân nước ngoài. Dạ, nghe thấy khó khăn nhưng mà thấy chưa gì hết mà em đã mua một cây mai 1 triệu, anh nghĩ là em sẽ còn mua thêm đó. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi chào chị. Rồi cảm ơn em. Rồi cả nhà xem thấy không, cái cây thấp như vậy nè mà bông cũng rất là nhiều luôn. Cái cây này thì mình bao nhiêu anh hả? Cây đó 150. Có 150 thôi? Ừ. Trời ơi. Ừ vậy mua cây đi. Mở hàng coi để. Mở hàng coi. Giá rẻ quá luôn anh ơi. Lấy cái bọc bỏ cho em gậy luôn thành ơi. Trời ơi, có 150 à. Lấy mấy cây. Ồ, vậy là coi như đây nó đồng giá luôn hay gì anh? Đồng giá. Đi nghiên cứu ra, em nghiên cứu đã. Em quay giới thiệu cái đã. Thực sự là quá đẹp luôn, đối với cái cây này nở ra là hình như là mai khoảng 10 cánh anh hả? Đẹp quá hả? Nhỏ xíu nè cái nhà. Cái nhà đợi mình tí nha, mình chụp tấm hình chứ. Rồi cảm ơn mấy anh nha, chào mấy anh. Rồi chúng ta tiếp tục đi thôi cái nhà. Á trời đẹp. Mai cây mai đó thì theo mình thấy là chiều cao khoảng chừng là từ 2 tới 3 tấc đó, mà giá thì chỉ có 150 thôi, mà bông mai tới 10 cánh luôn nha, quá là đẹp. Ở đây cả nhà xem thấy không, những cây mai có cái gốc uốn éo đó. Cũng rất là nhiều nụ và hoa luôn. Còn mình thấy là hôm nay là trời hiện tại bây giờ đang chuẩn bị chuyển mưa nè, hy vọng là mình sẽ làm xong cái clip cho cả nhà xem về chợ hoa mai nha. Trong ngày hôm nay là ngày 26 tháng chạp. Đẹp lắm cả nhà ơi. Hôm bữa mình quay cho nhà xem là 23, bữa nay là 26. 3 ngày mình quay trở lại đó. Đây những cây mai khủng trò. Trời ơi, hai cây mai này thì thôi luôn. Cái nụ nó to mà nó nở ra thì nó hoành tráng luôn nha cả nhà. Khá khá giống với cây mai lúc ban đầu hồi nãy mình quay cho cả nhà xem á. Nè cả nhà nhìn xem cái cây bên đây nha. Tự chúng ta nếu mà nhìn từ xa ta tưởng đâu là bông hoa giả không đó cả nhà. Nhiều khi mà cái hoa giả chưa chắc là nở nhiều và nở đẹp bằng cái cây này luôn. Đẹp không tưởng luôn, mình không biết cây này giá bao nhiêu ha. Có thể chia sẻ với cả nhà. Cả nhà thấy cái gốc thôi cả nhà biết nó giá trị rồi đó. Quá trời to luôn. Đẹp lắm cả nhà ơi. Anh ơi cho em hỏi cái cây này là giá trị của mình là bao nhiêu vậy anh? 190 anh. Rồi cảm ơn hai anh. Trời ơi cây đẹp như vậy là cái gốc bự chà bá mà bông đẹp như vậy có 190 triệu thôi cả nhà.
Mình thì thật sự thì số tiền đó là rất là lớn với mình. Nhưng mà dạ 200 bớt 10 triệu ha. Đó. Nhưng mà thật sự là đối với nếu nếu mà cả nhà có thấy được cái cây mai nhà ở ngoài thì cả nhà mới thấy cái giá trị của nó nè. Thì cái gốc, cái hình thù đến những cái nụ và những cái bông mai. Bông, mình xin khẳng định với cái nhà là bông mai giả chưa chắc đẹp bằng cái bông mai này. Đẹp khủng khiếp thì chứ. Trời quá xuất sắc luôn nhờ. Quá đẹp. Ghiền luôn, mình nhìn một cái cây mai vậy thôi là mình đã đủ ghiền rồi đó. Thì không biết là chút xíu chúng ta qua bên bờ kè phường 2 thì có sự khác biệt gì hay không nha. Rồi cả nhà đợi mình tí nha. Mình sẽ chụp vài tấm hình cái đó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp thôi cả nhà ơi. Vì một trong những cái mai mà thiệt là đẹp luôn, mình bắt buộc mình phải ngắt video một tí để mình quay cho cả nhà xem á. Nó đỡ đẹp như vậy nè. Còn những cây bên đây thì nói chung là bây giờ là mai mà cả nhà đi đến mà chợ hoa mai ở Vĩnh Long á, thì cả nhà chỉ có thấy nụ và nụ thôi. Thì đối với những cái những người mà chơi mai, người ta sẽ nhìn vào những cái gốc mai trước. Bên đây là bán kiển nè cả nhà. Kiển bên đây cũng rất là đẹp, đẹp không kém luôn nha. Cho cả nhà xem những cái gốc kiển luôn. Mình thì mình không có biết nha, mình cũng không có rành về những cái kiển này thì nó sẽ định giá được bao nhiêu. Về những cái nghệ nhân chơi mai và kiển thì họ sẽ rành hơn về những cái vấn đề này. Trời ơi, nụ. Nụ này là quằn cây luôn đó cả nhà. Trời ơi, cả nhà thêm nụ nè. Khủng khiếp chưa. Mình zoom lại cái nữa cho cả nhà xem nha. Nụ từ cây ngoài tới cây trong tới cây bé bi, cây đẹp nhưng mà đẹp dữ thần vậy nè. Xuống tới gốc này kìa nè, quá trời đẹp luôn. Chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Đây là có cũng rất là nhiều loại mai ở chỗ chị này bán. Chào chị, giá mai ở đây của mình là tầm bao nhiêu tới bao nhiêu hả chị? 150 cũng có nữa hả chị? Ồ, vậy là giá quá tốt luôn. Chỉ từ 150.000 là cái nhà đã có thể là có những cái cây mai rồi. Nói chung là mai của chị rất là đẹp. Dạ. À dạ. Rồi, cảm ơn chị, chào chị. Chúc chị mua mai bán đắt. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Bây giờ chúng ta cũng có thể là nắm sơ lược về cái giá ở chỗ những cái cây mai đúng không cả nhà? Chỗ cái đường hoa mai đây. Khủng khiếp. Đó, có anh này đang chở một cái cây bông trang rất là to và rất là đẹp. Tạo hình giống như một cái nấm rơm vậy đó. Thì mình quay trong cái khoảng thời gian buổi trưa này á, thì chắc có lẽ là cả nhà chỉ có thể coi mai thôi. Chứ mà mình cũng không có gặp được quá nhiều người. Nhưng chúng ta qua khu vực bờ kè bên phường 2 đường Sớm Chài thì mình nghĩ sẽ đông đúc hơn. Cái khu bờ kè bên đây thì mới hoàn thành trong khoảng 1 tháng nay thôi cả nhà. Đó. Quá đẹp. Nói về mai mà nụ mà bây giờ là chúng ta chỉ đánh vào gốc mai thôi. Với cái thân mai để còn mọc cái ốm thôi. Nhưng mà bây giờ cây nào cũng có nụ. Nụ nhiều. Tất cả đều nụ nhiều. Nhưng mà cái nụ thiệt nhiều hay là nụ nhiều bình thường thôi, hay là nụ rất rất nhiều cả nhà. Đó. Còn ngoài ra thì cả nhà đừng có phân tâm về cái vụ mà mai có nụ hay không. Thì cây nào cũng nụ hết, cây nào cũng đẹp hết. Cái khu vực bên đây cũng vậy nè. Nụ nào nụ nấy, nó to tổ bà chản luôn cả nhà.
quá trời đẹp. Đó thì nhờ chỗ này mình mới biết là những cái mai này gọi là cúc mai. Rất là đẹp phải không cả nhà? Quá đẹp. Bây giờ em nói là anh đi chợ mai là anh chỉ lựa cái thân mai với cái mình mai thôi chứ, cái gốc mai thôi chứ thật sự là bây giờ là mai nào nụ nó cũng lấp đầy chứ. Dạ. Bác có thích chơi mai không? Thích. Dạ. Bác dự định là năm nay mua mấy cây? Chắc mua 1 cặp. Mua 1 cặp. Dạ. Mà bác có thấy là cái mai này là nó khác biệt với những cái mai xưa của mình không? Cái mai này nụ nó tròn hơn. Dạ đúng rồi. Hả? Nó tròn hơn và nó nhiều hơn. Nó nhiều cánh hơn. Dạ, nhưng mà cái kích cỡ nó hình như là nó, cái bán kính của nó hình như là nó hơi bé hơn tí. Dạ, nhưng mà có điều là nhìn thấy nụ là thấy nó. Dạ, nhưng mà theo bác là bác sẽ mua mai mà bác sẽ mua theo cái gốc mai hay là cái thân mai hay là cái nụ mai? Theo bác, kinh nghiệm của bác á. Cái gốc mai. Gốc mai, dạ, đó, cả nhà thấy không? Đối với những người lớn tuổi mà biết chơi mai chắc chắn sẽ nhìn từ cái gốc rồi bắt mới nhìn lên tới cái thân phải không ạ? Tới cái thân rồi mình mới nhìn tới cái cành. Dạ, cuối cùng là, dạ đúng rồi, là tới cái nụ phải không ạ? Đúng rồi. Dạ, thì con cũng nghĩ như vậy đó. Đó, tại vì con thấy là những người ở đây thì có những hộ dân bán những cái gốc. Dạ. Rồi anh lựa chọn được chưa? Nãy giờ anh lạng mấy vòng rồi? Chưa, mấy vòng hả? À, mấy vòng này thôi ha. À, để con quyết định có quay lại hay không ha. À, dạ. Ở đây là mỗi cây như vậy thì mình có giá bao nhiêu em hả? Tầm giá bao nhiêu á? Tầm giá bao nhiêu tới bao nhiêu em? Đây có khách hỏi luôn nè. Đối với những cái cúc mai của mình á, là tầm giá của em là từ bao nhiêu tới bao nhiêu? À, từ 2 triệu rưỡi tới 3 triệu rưỡi một cây. Đó. Thì bác cũng có thể nắm giá được sơ lược rồi ha. Dạ, về những cái loại mà cúc mai như vậy. À, cúc mai. Có nghĩa là nó nở ra giống như là bông cúc vậy, nó nhiều cánh vậy ha. À, giống như bông cúc. Đó, bây giờ anh ra người ta gọi. Ta gọi là cúc mai. À, năm nay bác tính là mua mai truyền thống hay là bác tính đổi qua cái dạng này? Mới thấy lạ nè. Dạ, mới thấy lạ đúng không? À, dạ, năm nay con cũng thấy cái loại này là lạ và rất là nhiều trong năm nay đó. Mấy năm trước thường thường mấy mai là truyền thống không? Dạ đúng rồi. Năm nay thì nó có sự thay đổi tí ha bác ha. Rồi con cũng tiếp tục đi một vòng đây. Rồi cảm ơn em. Rồi chào em. Chuyên trống anh ơi. Đó, cả nhà cũng có thể nắm được sơ lược giá rồi ha. Đây thì những cái chậu mai này thì sẽ nhỏ hơn. À, nó chiều cao nó ngắn hơn. Thì cả nhà cũng có thể thấy rồi. Đối với những bác lớn tuổi thì quá rành về kinh nghiệm về mai rồi. Thì sẽ bắt đầu là tính từ cái gốc mai trước. Sau đó tới thân, tới cành và mới tới nụ. Đó là những sự lựa chọn của những người lớn tuổi. Còn mà đối với những người mà chưa có kinh nghiệm về mai hoặc những người mà yêu thích hoa thì người ta sẽ chọn là nụ là đầu tiên. Nhưng mà chắc có lẽ là mình cũng là một trong số đó. Ô, cái cây mai này nó cái nụ nó mọc ngược ha nè. Cái nụ này nó mọc xuống nè. Ủa nè. Nắng có héo anh. Em cứ tưởng đâu là cái nụ nó rớt xuống không thôi chứ. À, vậy là do nắng. Chứ không phải là cái cây mai nó giống mới. Mà mình tưởng giống mới không. Ồ, quá trời nhiều người xem mai rồi nha. Bây giờ khoảng 2 giờ trưa rồi. Bắt đầu hơi xế chiều và trời chuyển mưa nè. Nhìn xem không. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Đi qua bên bờ kè phường 2 nha cả nhà. Rồi đây có một cái cầu bông giấy là cái gốc. Gốc là khổng lồ luôn. Bông giấy này là bông giấy chùm nè cả nhà. Đó, thì sẵn giới thiệu với cả nhà luôn. Rồi chúng ta đi qua khu vực đây thôi. Đây cầu cái cá đây cả nhà. Chúng ta qua bên kia cầu cái cá để qua cái khu vực bờ kè phường 2. Hôm bữa 23 thì mình đi hướng từ bờ kè phường 2, mình qua bờ kè phường 1.
Nhưng mà trong cái bữa 26 hôm nay thì mình đi từ bờ kè phường 1 để mình qua bờ kè phường 2. Mình đi ngược cái khoảng thời gian và ngược hướng để cho cả nhà cũng có thể cảm nhận rõ ràng hơn về các cung đường, tuyến đường. Thì giống như lần trước mình đi đường bờ kè phường 2 thì mình sẽ quay phường 2 nhiều hơn phường 1. Nhưng mà hôm nay là mình sẽ quay phường 1, có thể là ngang ngửa với phường 2. Đó, cả nhà thấy những cái góc mai không? Được tạo hình nè. Giống như nó xà xuống dưới đất vậy cả nhà. Chào anh, thấy mấy cây mai của anh đây cái tư thế dáng nó quá độc anh. Cái này là anh cố tình anh tạo cho những cái cây mai nó nằm nghiêng vậy luôn hay sao anh? Đúng không, bạn như giờ tôi cũng đi coi. À dạ, tuổi tuổi của anh rồi cảm ơn anh. Dạ. Rồi chào anh. Ở đây em thấy những cây mai của anh là anh được tạo hình một cái dáng là nó chúi xuống anh hả? Dạ, nó khác khổ anh. Dạ. Đó, nó khác biệt, em thấy những khác, nó rất là khác biệt với những cây mai mà truyền thống á. Mà không biết là đối với những cái cây mai như vậy thì cái giá trị kinh tế nó sẽ nằm tầm bao nhiêu tới bao nhiêu vậy anh? Tùy theo người nuôi thôi à. À không á. Chơi mà người nuôi. À có nghĩa là nếu mà khách hàng người ta có nhu cầu muốn mua cái thí dụ em thí dụ cây này đi anh thì nó tầm bao nhiêu tiền anh hả? Cây này giá 35 triệu. Dạ. 35 triệu thôi. Dạ. Cây bên đây thì nó có khác biệt không anh? Khác chứ. Dạ. Cây nó mỗi kiểu khác nha. Dạ. Giá thì sao anh? Dạ, cái giá cây này có khác biệt nhiều không anh, cái giá này? Cây này thì bao nhiêu anh? Cây này người ta có đặt rồi em. Ồ, hay quá. À, dạ rồi. Dạ, có khách hàng đặt rồi. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Đúng là những cái loại mai thì nó sẽ có những cái giá khác nhau. Mà đối với những cây mà chủ nhà vườn bán rồi thì họ sẽ không có tiết lộ giá cả để chúng ta có thể tham khảo ha. Cả nhà đợi mình chút. Ở đây cũng là những cái cây mai mà cái dáng nó rất là lạ nè cả nhà. Đó. Thì đối với cái khu vực mà chợ hoa mai ở bên bờ kè phường 2 này đó cả nhà thì mình cũng sẽ cho cả nhà xem ha. Đối với những cái nào mà lạ lạ thì mình sẽ hỏi chi tiết thêm. Hoặc là những chủ nhà vườn nào mà chịu giải thích cho mình với cái nhà hiểu á thì mình sẽ quay nhiều một tí. Tại vì không phải là chủ nhà vườn nào cũng vui vẻ để nói chuyện với chúng ta. Đó lý do tại sao mà khi mà quay mai hay là quay hoa cũng như vậy đó. Nhà xem một cái mai vận chuyển rất là cực nè. Đó, cả nhà thấy không? Vận chuyển một cây mai không hề đơn giản luôn. Từ dưới bờ sông lên phải là kéo qua bên đây 2, 4, 6 người. Một cây mai thì nó cao khoảng tầm 3 mét thôi cả nhà. Đó, cả nhà thấy vận chuyển mai không? Rất là cực khổ luôn. Thành ra là khi mà cả nhà xem những cái cây mai ấy, chúng ta có thể mà thấy giá hợp lý thì chúng ta nên ủng hộ họ. Đó. Công sức họ bỏ ra cũng rất là nhiều. Rồi, chúng ta tiếp tục thôi. Thì bây giờ cái đường mai bên khu vực phường 2, xóm 4, xóm Chài này đó, thì cái cảm nhận đầu tiên của mình là gì? Nó cũng giống như bên khu vực phường 1. Đủ đã quá nhiều rồi. Bây giờ là chúng ta chỉ còn một cái nữa là chúng ta lựa chọn thôi. Lựa chọn về những cái chất lượng mai, từng cái loại mai và từng cái giá cả thôi. Quá xuất sắc. Đẹp lắm luôn không cả nhà. Mình thấy cái loại mà cúc mai này nó không to lắm đâu nha cả nhà. Nó cao tầm khoảng chừng 1m2 thôi. Tới 1m3 thôi nhưng mà bông thì thôi luôn. Nó chi chít mà nó chằng chịt luôn cả nhà. Cái nhà mà cái nhà kiếm một cái lá này nó rất là khó khăn luôn. Thì những cái loại mà cúc mai như vậy nè. Hôm nay thì 26 thì những cái loại này đã đang thi nhau mà khoe sắc. Thì mình nghĩ là tầm khoảng 2 ngày nữa thôi thì chúng ta đi trở lại vườn mai một lần nữa thì tới lúc đó thì có lẽ là một màu vàng rực rỡ luôn. Thơm đực nồng luôn.
nhà đợi mình tí nha, mình chụp tấm hình chứ. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển thôi nha cả nhà. Bên cái khu vực Cúc Mai này thật sự là những cái hoa mai quá là đẹp luôn. Những cái bông mai là chừng 30 cánh vậy đó. Nở nó chùm luôn. Các nhà thấy không? Đang có rất là nhiều khách tham quan và mua luôn á. Rồi chúng ta tiếp tục thôi. Đây cái mai truyền thống của chúng ta đây, cái mai năm cánh này nè. Đó. Có cái nhà thấy không? Chỉ có nụ thôi. Một màu xanh xanh. Rồi. Nhà xem nụ nè. Chùm ở trên đầu mà nó nụ như vậy nha cả nhà, đếm không xuể luôn á, quá nhiều. Dạ con nghe chú ba. Rồi chúng ta tiếp tục thôi. Trong cái ngày hôm nay thì mình thấy có những cây bông trang màu hồng nha. Được cái thế này là hồng phấn nha cả nhà, nó hơi nhợt nhợt một tí nè cả nhà, mình cho cả nhà xem trước rồi mình chụp đó. Nhà thấy đẹp chưa? Bông cái loại trang này thì mình thấy nó chùm vậy nè cả nhà, đó là cái điểm khác biệt đầu tiên ha. Bông nó không có to lắm nhưng mà được cái nó chùm, nó rất là dày đặc luôn, đó là cái điểm khác biệt. Cái này là bông trang phải không anh? Trang này là trang nó có tên gọi gì không anh? À, vậy là đúng như mà hồi nãy mình nói. Trang hồng phấn. Đây được thiết kế rất là đẹp luôn. Đó anh coi. Này cho cả nhà xem được không? Ồ. Nó tựa như những cái cây nấm vậy đó nhưng mà nó được tạo hình nó nghiêng qua một bên dày và một bên kia nó sẽ mỏng hơn chứ nó không có cân như cái nấm rơm nha. Này cả nhà xem nè, quá đẹp luôn. Trang hồng phấn, một cái tên cũng rất là đẹp cả nhà ha. Quá xuất sắc. Từ cái loại trang hồng phấn này. Hôm bữa mình đi thì mình chưa có thấy cái chỗ này. Chắc có lẽ là ở chủ vườn mới lên trong cái thời gian là gần đây thôi. Bữa anh quay là 23, bữa nay là 26, mình quay trở lại. Nói chung là mình rất thích cái trang này. Cái nhà đợi mình tí nha, mình chụp hình cái. Những cái cây trang này của mình thì cái giá nó sẽ tầm từ bao nhiêu anh hả? Nó tùy theo cây chứ mình không có nói được. Dạ, thấp nhất à. 2 triệu. Dạ. Thật sự nó quá đẹp luôn. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Rồi cảm ơn anh. Thì mai tiếp thôi cả nhà. Khu bên đây là cũng có những cái cây bông trang nha. Nhà thấy mai không? Đủ rồi, nhìn chứ thấy qua mắt chóng mặt thôi. Cây bông trang bên đây cũng đẹp lắm nha cả nhà. Ồ. Thực sự là chắc có lẽ là cũng là của anh đó thôi cả nhà. Tạo thế những cây bông trang đây là quá xuất sắc luôn. Đúng là mình thấy là những cái nhà vườn á ở miền Tây á rất là khéo léo trong cái việc mà tạo dáng những cái loại cây hoa của họ. Cái này nó giống như hình thù của một con cá heo thì phải.
cái nó giống lắm luôn cái nhà. Để chúng ta có hai con. Chúng đẹp luôn. Bên kia thì quay mai, bên đây thì quay bông sen. Quá xuất sắc. Và cái nhà đợi mình tí nha, mình chụp tí nữa mới được. Thấy chịu không nổi vậy. Rồi chúng ta tiếp tục thôi nha cả nhà. Xem bông trang đã đợi rồi, thì chúng ta tiếp tục xem hoa mai. Quá trời luôn. Dạ thấy không? Đi tới cây nào cây nấy nụ. Quá nhiều cả nhà ha. Cây nào cũng dày đặc hết. Thực lên mình thấy những nhà vườn á chăm sóc về những cái cây á rất là tỉ mỉ. Cái nhất là nghệ thuật, cái thứ hai là tỉ mỉ, cái thứ ba là cái canh cái thời điểm á, cho ra hoa ra bông á, cũng rất là thích hợp. Hôm nay là mình cứ nghĩ đâu là chúng ta sẽ có nhiều cái màu sắc hoa hơn, nhưng mà thật sự là nhiều cái mình rất là bất ngờ. Xem cây mai này, nụ cũng chùm chùm luôn, quá đẹp không cả nhà. Bên bờ kè phường 2 này thì mình mới đi được một cái khoảnh thôi, khoảng 1/3 thôi, mà mai gì số lượng nụ mai nó đã nhiều như vậy nè. Mình nghĩ là nếu mà cả nhà mà yêu thích mùi hương của hoa mai á thì khoảng tầm 2 ngày nữa thôi, 2-3 ngày nữa chúng ta sẽ đi đường này, chúng ta sẽ tràn ngập cái mùi hoa mai luôn. Cây nào cây nấy nó nụ quá ể luôn. Thực sự ra thì do mình quay xa hình như cái nhà cũng khó thấy nụ mai đúng không ạ. Còn đối với mình khi mình zoom gần này nha, cho cái nhà xem nè, cây nào cũng nụ hết, từ nhiều tới rất nhiều thôi. Rồi chúng ta tiếp tục thôi nha các bạn. Ở đây con cây mai bự cũng nở nha các bạn. Vậy là mình để ý được một cái kinh nghiệm sau khi mà mình đã quay mai ha. Đối với những cái cây mai mà cao tầm khoảng chừng 3,5 m đổ lên á thì rất khó canh. Rất khó canh cái ngày mà để cho nụ nó ra đều. Các bạn nhà xem thêm. Này cũng nở nè. Và đối với những cây thấp thấp thì rất là dễ ra hoa nụ luôn. Đó, còn những cây 3,5 m trở lên thì quá khó để canh. Đó là cái kinh nghiệm của mình. Sau khi qua 2 buổi quay mai thì mình đã rút chốt được. Khúc nào mà mình thấy mà có những cái xe tải ha, hoặc là những cái xe mà Honda mà chở, mình thấy khúc đó là bắt đầu là có khách. Giờ mình đúc kết thêm được một cái hay nữa, đó là khi mà quay mai chúng ta sẽ quay bắt đầu từ gốc, chúng ta lên tới thân và tới cành, cuối cùng là tới bông. Đây cả nhà xem, đây là một cây 1,2 triệu nè. Bông cũng rất là nhiều. Cái này có 600 ngàn nè cả nhà. Cái bên trong là 1 triệu. Đó. Bên
đây là 800. Cây đây cũng có 1 triệu thôi. Mà cây 1 triệu cái nhà xem nụ nè. 1 triệu thì tương đương với khoảng chưa tới 50 đô nha cả nhà ha. Thì hôm bữa mình có nghe là cái nhà nói là đối với những cái cây mai ở bên nước ngoài thì nó giá rất là cao. Chào anh. Tại vì em quay thì có những cái người Việt Kiều á đã chia sẻ là đối với những cây mai mà bên nước ngoài á thì nó nhiều khi mua mấy triệu không bằng những cây mấy trăm bên đây. Thành ra dạ người ta thấy thị trường mai ở đây là nó quá giá quá tốt luôn, có 1.3 triệu. Dạ lâm đâm lề đề luôn. Dạ đại lộc. Dạ cái tiếc nhất là năm nay là những người dân xa quê không có được về, thành ra là cái nền kinh tế nó bị giảm, chứ không thôi là cái đồng tiền từ nước ngoài mà đổ về đây thì chắc chắn là những cái vườn mai của anh nó sẽ rất là dễ bán. Dạ chứ mà em thấy mà mấy cây chỉ có từ 600.000 như vậy thì quá rẻ luôn rồi. Cái cây này thì tầm bao nhiêu anh? Em thấy cái gốc đẹp quá. Cái cây đó 11 triệu. Dạ mình tính mai là mình tính là từ dưới gốc đi lên đúng không anh? Dạ gốc này quá đẹp luôn á, em thấy tạo hình quá khéo. Dạ đế nở đó, nãy chia sẻ thêm á. Còn những cái cây này cả nhà 2.3 triệu. Đó, cây kế bên là 2 triệu, cái bên phải là 2 triệu, cái này là 2.3 triệu. Quá xuất sắc. Anh chủ đây ghi rất là rõ ràng về cái bảng giá để chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn ha. Ở cái nhà đây mình tới nhà mình chụp cái cây 11 triệu này các bạn, mình thấy gốc đẹp quá. Rồi cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Chúc anh thì mua may bán đắt nha. Dạ, chào anh. Rồi chúng ta tiếp tục đi thôi cả nhà. Cho nhà xem ha. Rồi cái cây 2 triệu này nó cao hơn mình luôn. Mà rất là đẹp nha cả nhà. Nụ thì bao la luôn. Cái này thì 1.2 triệu nè. Cái này thì có 850 thôi cả nhà. Thật sự là nếu mà chúng ta có đất á, thì chúng ta mua những cây này thì chúng ta sẽ chơi trong cái dịp xuân, rồi sau đó bắt đầu chúng ta sẽ trồng ha. Là nó rất là hay luôn. Tiếc cái nhà mình không có đất. Cây bên đây thì 25 triệu. 5 triệu thì cho cái nhà xem 25 triệu. Đó, cây bên đây thì 3 triệu. 3 triệu đây. Đây cũng 3 triệu. Quá giá quá rõ ràng. Dễ dàng chọn lựa lắm cái nhà. Rồi chúng ta tiếp tục đi thôi. Cây này 1.5 triệu nha cả nhà. Đây chỉ có 1 triệu thôi. Nói chung quá dễ dàng cho cái nhà lựa chọn luôn á. Ngày hôm nay thì nụ quá nhiều và quá đều rồi. Chúng ta chỉ cần mà lựa chọn những cái cây mà chúng ta yêu thích thôi. Người thì thích bông, người thì thích gốc, mà chúng ta sẽ mua thôi, chứ mà cây này thôi quá trời nụ luôn. Cây này là giá bao nhiêu vậy chị? Cái đó 1.8 triệu. Có 1.8 triệu thôi. Rồi. Trời ơi, nụ không thể tưởng tượng được luôn. Cao thì mình nghĩ là khoảng chừng 1m7, 1m8 đó. Trời ơi. Đẹp quá luôn cả nhà ơi. Mình hơi bị mê cây này luôn á. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Đẹp, cái đó đẹp. Lô số 51. Theo mình là mình chấm cái đó. Mình cũng không có biết chơi gốc, theo mình cũng chơi bông thôi. Cái này thì thôi luôn. Một cái tư thế là
như là bắn quả tiễn lên trời vậy kìa. Đây cũng như vậy ha. Thì chơi mai là một nghệ thuật, vì cái nghề mà cái bộ môn nghệ thuật này á, thì người ta sẽ tính từ cái góc chơi kiển cũng như vậy. Nhưng mai thì nó là một cái vấn đề khác, là nó thêm về những cái hoa nữa, những cái nhánh tạo hình những cái hoa. Rồi chào anh. Rồi chào anh. Nhà xem cây mai này. Nụ quá trời nụ luôn. Cái góc này thì đó, thì nói chung cái góc mà càng đơn giản thì cái giá trị cây mai nó sẽ thấp. Còn cái nụ thì không có tính. Có những người bán mai thì là thường ít có lại tính vào cái nụ lắm, nhưng mà đánh theo cái đại đa số của người tiêu dùng, người mua đó, người ta sẽ đánh vào cái nụ ở trên cây mai. Mua sứ hả chị? Dạ, sứ chị mua một cặp bao nhiêu? Của anh ấy có 150 thôi. Dạ, giá tốt quá. Tại vì cái sứ này trước tiên là em nhìn thấy cái gốc của nó chà bá lửa luôn nè. Đó. Dạ, em là Khương Nhật nè. Minh. Buổi chiều thì gia đình em bán bánh mì ngoài chợ. Bánh mì nhớ rồi. Dạ. Ngày trước thì em có bán, nhưng mà khoảng thời gian sau này thì tập trung công việc của em. Thì nhà em bán. Dạ. Cho ra 150 thì giá quá tốt vậy ha. Để không bỏ thêm. Sách không nổi luôn. Cái gốc nó quá to luôn. Trời, cái này là một cái sự tính toán không hề nhẹ ha. Đem bọc theo sẵn luôn ha. Dạ. Đó chứ cái này cũng nặng, phải lấy những cái bọc chắc chắc. Chiều nay còn bán gia đình bánh mì không? Dạ, vẫn còn bán bình thường vậy. Rồi thôi em chào chị nha. Dạ. Rồi chúng ta tiếp tục đi thôi cả nhà. Chiều nay chuyển mưa quá. Cái nụ mà mê mệt luôn. Thì mình cũng cố gắng là mình quay vừa cho dính nụ mà vừa dính cái gốc, để cả nhà có thể vừa xem trên mà dưới luôn. Đó, đây cũng đẹp luôn. Đó, này cũng vậy. Đây. Đây là có những cái cây mai, mai đại lộc. À, mình thấy cái cây mai đại lộc này là nó rất là dễ ra hoa nha cả nhà. Nó ra sớm hơn đối với những cái cây mai mà truyền thống của chúng ta đó. Bởi thành ra là chắc có lẽ là nó sẽ hơi khó canh hơn một tí. Đó, ba cây này quá đẹp luôn. Cả nhà đợi mình tí nha, mình chụp tấm hình cái đó. Rồi, chúng ta tiếp tục thôi cả nhà ơi. Đó, cả nhà thấy không? Quá trời đẹp luôn. Rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Cố lên cả nhà ơi. Đây là những cái mai đại lộc này nè. Nếu mà cả nhà để ý thì cái nụ của cái mai đại lộc này nó sẽ tròn hơn. Đó, thành ra nó sẽ chứa được nhiều cánh hoa hơn khi mà nó nở đó cả nhà. Đó là cái điểm mà mình thấy được cái sự khác biệt. Đẹp lắm nha cả nhà. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thôi.
bên đây vẫn có mai đó. Nhưng mà mình đi luôn cái đường bên đây để cho cả nhà thấy. Nói chung là cái đường bên kia mình vẫn sẽ quay, nhưng mà nếu mà có điểm đặc biệt, điểm nhấn thì mình sẽ qua mình quay kỹ hơn. Những cây này thì rất là thấp, nếu mà chiều cao thì nó tầm khoảng chừng 4-5 tấc thôi, nhưng mà được những chủ nhà vườn uống cho nó nằm ngang qua đó thì nó sẽ giảm độ cao, nhưng mà nó sẽ dài bề ngang. Các nhà xem nó không cao lắm đúng không, nhưng mà bông nhụy rồi. Ôi, chào anh. Ủa sao anh nhiều khu quá hả? Ờ đó, hôm bữa là em quay bãi dưới em gặp anh. Dạ. Nay đây. Dạ. Cái anh có thể chia sẻ với em là những cái cây này mai đại lộc phải không anh? À cúc mai. Ủa cúc mai khác chứ mai đại lộc khác hả? Ồ vậy mà em nhìn không ra. Đối với anh có thể chia sẻ với em là mỗi cây như vậy thì cái tầm giá nó sẽ từ bao nhiêu tới bao nhiêu không? 2 triệu rưỡi. Thấp nhất là bao nhiêu anh? Thấp nhất là 2 triệu rưỡi. Dạ. Tới 3 triệu rưỡi. Chung giá cũng rất là tốt so với những cái số lượng bông, chất lượng bông. Dạ. Thì em thấy chỗ của anh á chăm sóc quá là đẹp luôn. Này là lô 72 anh hả? Trong cái dịp xuân Tân Sửu. Dạ. Dạ. Rồi thì em cũng quay giới thiệu vậy đó. Nhưng mà khi mà cả nhà xem người ta có nhu cầu người ta sẽ ghé ủng hộ anh. Rồi, cảm ơn hai anh nha. Rồi chào anh. Dạ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha cả nhà. Mưa. Chuyển mưa rồi cả nhà. Nhà thấy mà nụ cỡ này là quá nhiều luôn. Đây khu vực này là những cái mai truyền thống của chúng ta đây. Mai năm cánh. Cả nhà xem nè. Rất là đẹp phải không ạ? Ta đi tiếp thôi. Cái này clip đúng là dài luôn á cả nhà. Do mình quay mai cho cả nhà xem, tại do mai bây giờ đã bắt đầu là nở rồi. Có những chỗ là nở rồi, nở khoảng chừng 5% mai thôi. Đó, đẹp quá mà lấy gì mà không quay lâu cho cả nhà xem được phải không ạ? Đấy, như vậy nè. Mai truyền thống của chúng ta đây. Thì cái cánh nó sẽ cách xa nhau và nó khoảng từ 5 tới 6 cánh thôi. Bữa nay mình thấy có khu vực bên đây là khu vực bông hồng nhung nè. Đối với những bạn nào mà thích cái bông hồng này nè thì cái khu vực bên đây ở bờ kè phường 2. Bông hồng nhung này theo mình thấy là rất là đẹp luôn đó. Khá là to. Đây thì có một chỗ bán hoa cúc mâm xôi, nói chung thì rất là đẹp rồi. Nó rất là khác màu với cái khu vực mà bán ở đây. Rồi thôi, mình thấy một chú này khá là lớn tuổi ha, trời sẽ lôi. Để sẵn mình hỏi chú này, chú ơi có chạy xe không chú? Dạ. Nếu mà con đi một vòng mà chợ hoa thì chú chở con sẽ là bao nhiêu tiền? À? Chú chở con đi một vòng chợ hoa thì sẽ là bao nhiêu tiền? Chở bà bánh mà. Dạ, chở một vòng luôn. Vòng vòng chợ hoa với chợ kiển, chợ mai đó. Thì chú lấy bao nhiêu tiền? Tôi biết đâu mà lấy. Đưa nhiêu đưa chứ nào giờ chưa chở ai thì không biết nhiêu lấy phải không? Dạ, sáng giờ chú chở được không? Không. Dạ. Năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 57 rồi. 57 rồi. Sáng giờ chú chưa chạy được xu nào luôn ha? Chạy rút được 50 rồi. Được 50, là chú chở từ đâu tới đâu? Là
bên phường mấy? Phường 1 nha. À dạ. Cây thanh á. Dạ, cũng xuống cây rồi cũng nặng không? Có cây mai nhỏ xíu à. À. À dạ. Đâu chẳng nhiều. Rồi thôi hôm nay ha, thì gặp chú là cái duyên. Con thay mặt chị Ngọc Mạnh Thường Quân bên nước ngoài có chút tấm lòng xuân gửi tặng cho chú nhân dịp năm mới. Dạ. Cảm ơn em nha. Dạ, chúc chú sức khỏe nha. Và dạ, có nhiều thêm nhiều cuốc xe hơn nữa trong cái dịp xuân này. Dạ. Nhiều đó là chắc có lẽ là dạ, có là hạnh phúc rồi. Năm mới rồi. Dạ rồi. Rồi, chào chú. Rồi, trong đường hoa mai thì mình thấy anh này đi đứng cũng khó khăn nè. Rồi, chào anh. Còn giấy số không anh? Dạ còn. Ờ, thấy anh đi đứng khó khăn không biết chân anh bị gì ạ? Bị bạc hồi nhỏ. À, bị bẩm sinh hả? Dạ. À, hôm nay là đài Đà Lạt hả? Dạ. Ok. Sáng giờ anh bán được nhiều không? Dạ cũng 100 mấy 200 rồi. Ờ, vậy là mấy ngày Tết này anh bán cũng được ha. Dạ. Rồi thôi, hôm nay thì thấy hoàn cảnh anh cũng như vậy thì em sẽ thay mặt chị Ngọc ha, Mạnh Thường Quân. Dạ. Ở bên Mỹ có chút quà gửi tặng cho anh. Dạ. Trong dịp năm mới. Em cảm ơn chị Ngọc. Dạ. Rồi chúc anh sức khỏe. Dạ. Ha. Dạ, mua bán đắt hơn nữa. Dạ. Nha trong. Dạ. Những ngày còn lại. Dạ. Dạ, sang năm luôn. Dạ, em cũng cảm ơn anh. Rồi, chào chú nha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đi thôi nha cả nhà. Mấy cái chậu mai này của anh nó đẹp quá, mình bán tầm bao nhiêu anh hả? 200. Dạ, 200. Cái chậu thôi là nó biết là rất là mắc tiền rồi. Tính thêm cây mai nhưng mà giá chỉ có 200 thì giá quá tốt anh. Như phần chạy năm nay mình dịch rồi. Dạ, theo anh là số lượng người mua ít. Phải không ạ? À? Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha. Hy vọng anh sẽ bán được đắt hàng trong những ngày còn lại. Rồi, chúng ta qua khu vực tiếp theo. Trong quán này, ôi xin lỗi cái nhà, cái cây mai này nó có một cái kiểu dáng cũng khá là đẹp luôn. Rồi, tiếp tục gặp một cái cây mai mà nụ không từ trên xuống dưới nữa nha. Xỉu luôn. Nhìn thấy nụ cái này là mình muốn xỉu luôn. Mình nghĩ mà cái cây này mà nở hết trong nhà nó thơm nực nồng cỡ nào cả nhà ha. Quá luôn. Rồi, thôi chúng ta sẽ đi tiếp thôi. À dạ, đây em sẽ gửi cho. Đây kênh của em, Khương Nhật Minh ha. Rồi, cảm ơn anh. YouTube và Facebook của em luôn. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Đây là một trong số những cái cây mai mà cao mà mình thấy là canh đúng ngày này cả nhà. Cái này cao khoảng chừng 3 mét à. Mình thấy thì mình rút thêm một kinh nghiệm nữa, đối với những cái cây mai mà lên thẳng như vậy nè. Đó, nó không có được uốn éo thì cái giá nó sẽ thấp hơn với những cái công sức của những người dân mà tạo hình ha, cong cong quẹo quẹo rồi thì nó sẽ giá cao hơn. Đó, mai đại lộc khác, cúc mai khác. À, cái mai đại lộc này thì cái cánh nó sẽ ít hơn nhưng mà nó to hơn, nó khá giống với cái cây mai truyền thống của chúng ta nhưng mà bông nó sẽ dày hơn. Đẹp quá cả nhà ha. À, chỉ quay mai thôi anh. Đó, nếu mà cả nhà có khát nước thì chúng ta ghé qua những cái khu vực này, đối diện với những cái chỗ bán mai trên bờ kè phường 2 đó. Đây có nguyên một cái chùm mai nha cả nhà. Đó, quá đẹp. Quá trời mai. Cây này cũng đẹp thế này cả nhà. Ôi đẹp quá luôn. Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Này clip dài quá cả nhà ha.
Nhưng mà hôm nay thì mình quay kỹ hơn, chi tiết nhiều hơn để cả nhà có thể là dễ dàng được thưởng thức về cái khung cảnh mà chợ hoa mai ở tại thành phố Vĩnh Long trong cái ngày hôm nay là ngày 26 tháng chạp nha. Mai đại lộc. Dạ. Cầm bông mỏi tay quá chị ơi, thành ra em bỏ lại rồi. Dạ. Nhưng mà em vẫn em bỏ lại cái chỗ gửi xe. Dạ. Bông quá đẹp. Dạ. Dạ, bông nó to mà nó bự nữa. Nè, em coi nè, cái nụ này nó nở ra là nó quá. Dạ, em thấy nó chùm chùm hình như chắc khoảng mười mấy, hai chục cánh hay gì đó. Ba mấy rồi. Dữ vậy hả chị? Ừ, ba mấy cánh. Wow. Ở đây thì giá mai của mình mà hiện tại bây giờ là tầm bao nhiêu chị? Thấp nhất á. Thấp nhất cái hang là như cái này nè. Cái này là chị bán rẻ hơn ta nè, cái này có 1.2 nè. Dạ, có con... kia ở đằng kia cây cái mà bán được 9 nè. Ồ, cái này có 1.2 thôi. Thí dụ mình có gì cái mình hướng bộ. Dạ đúng rồi chị, hợp lý. Rồi thôi năm mới ha, em chúc chị mua mai bán đắt nha. Dạ, rồi. Trong nha. Dạ, rồi em chào chị. Dạ. Rồi chúng ta tiếp tục thôi. Đó thì trong cái ngày 26 ngày năm nay á, tháng chạp năm nay xuân Tân Sửu á cả nhà. Thì những người nhà vườn canh cũng rất là tốt. Mai vẫn có rất là nhiều với tầm giá chỉ từ khoảng 150 trở lên thôi. So ra thì cái giá vậy quá tốt rồi. Khi mà mua một cái cây mai chúng ta có thể trưng để bàn. Ở đây là có một cái loại bông trang mà. Bông trang này nghĩa là bông trang một chùm này cả nhà. Cho nhà xem mấy góc nha, của cái thân nha. Cái trang này mình kêu gọi là trang gì vậy anh? Trang lá nhỏ hả? Dạ, cảm ơn anh. Trang lá nhỏ. Cái mọc rất là dài luôn, cái nhà rất là đẹp luôn nè. Cái nhà xem nè. Đó, bên đây cũng như vậy mà, ở đây là màu vàng. Cho nhà xem chi tiết cái bông nha. Quá đẹp. Cái nhà đợi mình tí nha, mình chụp tấm hình với nha cái nhà. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thôi nha cả nhà. Đi như 1/3 đoạn đường còn lại. Mình đã chắc cả nhà đi hết 2/3 rồi. Đẹp lắm luôn. Từ gốc tới nụ. Cái nhà thấy màu xanh là toàn bộ là xanh từ nụ nha cả nhà. Chứ là không, gần như là không có một cái lá nào luôn đó. Mình quay như vậy để cho cả nhà xem từ cái gốc đó lên tới cái cây mai để cái nhà cảm nhận rõ hơn về những cái loại mai được bán trong cái dịp mà xuân Tân Sửu năm 2021 năm nay. Bên cái khu vực này thì vẫn có nhưng mà thấy bông không nhiều. Rồi chào mấy anh. Hôm nay là quay một lần nữa là do là 3 ngày mới quay trở lại đó, để xem cái những cái cây mà mai với những cái nụ mai ra ở trong ngày hôm nay. Vì em thấy là những cái cây lớn lớn thì sẽ khó canh hơn đúng không anh? Khó canh nụ hơn những cây nhỏ đúng không? Em thấy những cây nhỏ thì nụ nở rất là đều luôn. Rồi thôi chào mấy anh nha. Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Đó, cái cây mai là cây mai này nè. Hiếm đây cái này. Đó, nó mọc hoa lá đồ ở trên cái thân nằm chính giữa giữa đó. Mà cái thân đây là rất là to nha. Cái nhà nhìn có thể thấy được đó. Ở khu này lại một lần nữa trời trời. Bây giờ xem cái cây mai 500 ngàn này cái nhà. Trời ơi, nụ nhiều như vậy luôn mà có 500 ngàn thôi. Bán rẻ quá à chị. Cây này nó vừa cao mà nó vừa đẹp nữa, nụ nhiều mà có 500 ngàn à. Trời ơi trời, cái này có 500 ngàn thôi. Em hơi bị giật mình luôn á. Đó, cái chậu nó hết bao nhiêu tiền rồi? Chậu hết 50 ngàn. Thì bởi vậy. Trời ơi. Cũng khiếp thì chứ.
cây này thì nó cực công hơn là ở uống nha. Kênh gì hả? Nó hỏi kênh gì kìa. Đây để chú cho con cái cho con em thiếp kìa. Để nó dễ bắt điện thoại lên nó coi đó chứ gì. Nay ra bán phụ mẹ trong dịp xuân này đúng không? Cháu. Cháu à. Nè con. YouTube và Facebook của chú Khương Nhật Minh nha. Mấy đứa nhỏ nó đành lắm. Dạ. Khám phá thì mình Vĩnh Long gì đó. Dạ. Coi. Đây thì cái cây này thì cũng chỉ có 300 ngàn thôi. 300 ngàn chứ nó trả hả? Cái cây này mình giỏi chừng bán là chừng 200 ngàn cái gì. Hôm bữa thấy là em để 350 phải không? Ừ đó. Mình xuống giá luôn mà vẫn khó bán. Trả nữa đó. Ôi. Theo em thì cây 500 là quá rẻ luôn. Mà nó quá rẻ. Vậy mà cái số lượng nụ cũng như là cái chiều cao. Rồi, cảm ơn chị nha. Hy vọng trong những ngày cuối cùng thì chị sẽ bán đắt hàng hơn. Dạ. Cái cây 7 triệu này cũng chào bá lửa luôn nè chứ. Ồ cái cây này thật sự là cái gốc nó khá là đẹp luôn á. Mà chị bán giá phải chăng quá ha. Ở đây đầu vườn của em đi bán, phải cô đi bán lại. Dạ. Thật sự là đúng là quá nới luôn, đây có 350 nè. Chiều cao đây thấy khoảng chừng 1m hay 1m2. Dạ cỡ đó. Rồi ơi cái góc này chào bá luôn, có 4 triệu à. Thật sự đúng là những người mà biết chơi mai là người ta nhìn người ta sẽ khẳng định giá của chị là giá tốt, tốt lắm luôn á. Bông trang này cái nè. Góc cũng đẹp lắm. Ủa mai sim chứ không phải bông trang hả chị? Không phải. À xin lỗi, xin lỗi. Sim, chị dạ. Bông trang nó nặng trong đó, em trao bông đỏ nặng giống kìa. Dạ. Còn này cây mai sim. Cây 15 triệu này là nó cái dáng nó nghiêng vậy là hay là do chị tạo? Tại tạo phải không? Ồ hay quá. Nói chung là quá đẹp. Rồi cảm ơn chị nhiều. Ồ cây này 500 cũng rẻ nữa nè. Quá rẻ luôn á chứ. Chứ không phải là rẻ thường mà quá rẻ. Dạ. Đây chỗ của chị là lô số số mấy? 108, 109, 110, 111. Dạ 4 lô. Dạ rồi. 108, 109, 111. Dạ rồi cảm ơn chị. Cái này 20 nha cả nhà. Cao nè, quá cao luôn. Đây thì 10 triệu nè. Cái này thì có 2 triệu rưỡi thôi. Nói chung là chị này mình thấy là đúng là bán giá quá là nới luôn cả nhà. Cho nên nó cao tầm khoảng 1m7 nha nha. Phải uốn éo cực khổ như vậy nè. Có 2 triệu rưỡi thôi. Cây này 26 triệu. Đó cái nhà thấy không? Cây lớn rất là khó canh nha. Cây này ra bông khá là đều. Ôi trời chuyển mưa quá. Thôi mình tranh thủ mới được. Lỡ mưa là mình không có quay hết để cho cái nhà xem nha. Đây là những cái cây mai là nó thấp thấp đó nha. Cây sung này thì 200 nè. Cây trang. Cây trang này có 300 ngàn rồi cả nhà. Giá tốt quá. Trang này là trang gì anh? Thôi em thấy nha, cái chiều cao của nó hơi khác với trang của trang truyền thống ha. Loại này khác ha. Giống mới. Nó cũng là tên vậy hay là có tên gì khác không anh? Giống lắm. Dạ. Dạ. Giống trang mà giống Mỹ ha, ra nó cao nó to vậy nè. Rồi cảm ơn anh, giá chỉ có 300 thôi. Phong nào phong nấy thì nó chùm luôn cả nhà. Rồi chúng ta đang đi đến những cái chỗ mà bán mai cuối cùng trong cái khu vực mà đường hoa mai ở tại Xuân, thành phố Vĩnh Long năm nay. 2 triệu nè cả nhà. Đó. Cái hôm bữa mình nhớ là mình quay cái cặp bông trang hình như là 6 triệu đã được bán rồi cả nhà. Ôi, mai này bắt đầu nó chớm nở ra nè cả nhà. Nửa vàng nửa xanh nè cả nhà thấy không? Quá đẹp luôn. Quá tuyệt vời. Đồ khủng khiếp luôn.
Rồi. Rồi chào anh. Tiếp tục lại gặp anh nữa rồi. Và như là anh bao thầu hết luôn nguyên cái chợ Hoa Mai ở Vĩnh Long năm nay gì đó. Em thấy là đi khúc đầu cũng có anh mà khúc cuối có anh mà khúc hơi hơi lưng lửng cũng có anh nữa nè. Chưa vô mùa được phải không anh? À, thôi hy vọng vào những ngày cuối thì anh và các anh khác sẽ trúng mùa nha. Thôi em chào hai anh. Cho cả nhà xem lại cái cây mai, những cái cây giống mai mà được tạo hình một cái bình nữa cả nhà, mà ba ngày trước mình cũng quay cho cả nhà xem á, thì hôm nay thì đã được nở hoa rồi nè. Zoom lại cho cả nhà xem cái thân mai nha. Cả nhà thấy thân cây mai không ạ? Rồi lá cây mai nè cả nhà. Rồi chỗ đó là chúng ta sẽ tới cái hoa mai. Đó. Đẹp lắm luôn phải không cả nhà? Bên đây nữa nha. Nói chung là đẹp lắm. Cả nhà xem cái hoa mai nằm bao nhiêu cánh đây, rất là nhiều cánh, nó tựa tựa như cái mai đại lộc thì vậy, quá đẹp luôn. Và cái nhà đợi mình tí nha, mình chụp tấm hình cho nè. Và cái nhà bây giờ là hơn 3 giờ chiều rồi, mình quay cũng hơn cả tiếng đồng hồ rồi, thì cuối cùng mình cũng đã tới những cái chỗ bán cuối cùng ở trên cái đường hoa mai tại chợ Hoa Xuân, thành phố Vĩnh Long, chợ Hoa Mai Kiển Xuân 2021 tại thành phố Vĩnh Long. Thì mình cảm nhận được rằng á, trong cái dịp xuân Tân Sửu năm nay á, thì hoa mai cũng rất là nhiều ha, với nhiều cái giá cả để chúng ta có thể lựa chọn, từ những cây mai thấp để bàn, những cây mai vừa và những cây mai cao, thì những cây mai đại. Thì đối với cái giá của hoa mai á, thì sẽ tầm là từ 150.000 là thấp nhất nha cả nhà. Đó, trở lên thì tùy theo khi mà chúng ta mua mai á, đối với những người có kinh nghiệm á, thì những người lớn có chia sẻ rằng chúng ta phải xem từ gốc, sau đó chúng ta lên tới thân, tới cành và cuối cùng mới tới lá, tới nụ cả nhà. Đó. Giờ cả nhà cũng có thể là hiểu sơ rồi ha về cái việc lựa chọn mai. Đó cũng giống như là chúng ta cũng có biết thêm về cách mà mua mai. Thì thật sự là đối với cái giá mai á, thì cũng không có cao đâu cả nhà, thật sự là có thể là thấp hơn năm vừa rồi đó, là do nhiều cái biến động của xã hội. Thì mình đã chia sẻ xin với cả nhà về những cái chỗ bán hoa kiển mai. Dạ chào chị, nay là ngày thứ ba em mới quay trở lại. Dạ, dạ. Chỗ chị là bán mai đại lộc đúng không? Lô của chị là lô số mấy à? 133. Dạ rồi. Đó, cả nhà có muốn mà mua thì chỗ chị cũng là một cái sự ưu tiên lựa chọn ha. 133 ở trong đường Hoa Mai Kiển. Rồi chào chị ạ. Rồi, giờ là mình đã đi sắp hết đường Hoa Mai ở tại thành phố Vĩnh Long rồi. Thì mình chia sẻ với cả nhà xong rồi đó, giá mai chỉ từ 150.000 thôi. Bông này là như mai đại lộc hay gì không anh? Ờ. Mỗi cây chậu vậy thì em bán bao nhiêu? À, chậu này bán 250. Có 250 thôi. À. Ồ, giá quá là tốt luôn. Dạ. Là có thể gọi là thấp nhất của anh dạ. Dao động từ 250. Rồi, thôi trong dịp xuân này thì chúc anh năm mới vui vẻ ha. Và hy vọng sẽ bán tắt hàng hơn trong những ngày còn lại của cuối năm. Chào anh. Anh là số lô 137 phải không ạ? Dạ. Một cặp mà có 16 triệu thôi. Trời. Nè cái nhà. Cặp mai vậy anh nói là chỉ có 16 triệu thôi. Chị
chiều cao thì mình nghĩ là nó khoảng 2,5 mét á. Dạ giá tốt quá, giờ nụ cũng rất là đùm đề và xum xê nha cả nhà. Rồi cảm ơn anh đã chia sẻ với em mà về cái giá mai của vườn của anh nha. Rồi lại lâu 137. Dạ lâu 137. Dạ. À, hôm nay thì những nhà vườn đã chịu khó chia sẻ với mình nhiều hơn. Chắc có lẽ là cũng đã quen mặt hôm bữa mình quay trong bữa 23 tháng chạp ngày đưa ông táo á. Hôm nay là ngày 26 rồi. Không còn bao nhiêu ngày nữa thì có lẽ là mình sẽ không còn gặp những cái người bán này nữa. Trong cái dịp xuân năm nay thì xuân năm sau thì chưa biết như thế nào. À, nhưng mà chắc họ cũng cảm giác nó biến tiếc một gì đó. Thành ra họ muốn chia sẻ về những cái ô ở chỗ họ bán để cho nhiều người biết tới. Trên này thì có 150 thôi nha. Ở trong thì 60. Coi, vậy là mình đã giới thiệu xong với cái nhà đường Hoa Mai. Ở trong ngày hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 2021, tức là ngày 26 tháng chạp xuân Tân Sửu ha. Với rất là nhiều loại mai, mai truyền thống, mai đại lộc, mai cúc, với tầm giá là chỉ từ 150.000 thôi. Đó, thì cái nhà cũng có thể hiểu thêm về cái chợ hoa mai trong cái ngày xuân Tân Sửu hôm nay. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sớm nhất. Chào tạm biệt cả nhà. Ở cả nhà khát nước thì mình cũng qua đây uống nước nha. Mình cũng hơi khát rồi. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha.